Hello, chào các bạn. Chúc các bạn sáng thứ bảy vui vẻ. Vâng, bây giờ là 3 giờ sáng các bạn ơi. 3 giờ sáng thứ bảy. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2024. Đó, và chúng tôi đang ở chung cư ở đây. Hôm nay chúng ta có một chuyến đi Đà Lạt các bạn. Đi Đà Lạt để cảm nhận cái gió xuân, cái mát mẻ, cái lành lạnh của Đà Lạt các bạn ơi. Nghe nói mùa này hoa anh đào nở rất là đẹp đây. Còn mây và sương mù. À, vâng, chuyến hành trình thì khá là gần thôi, khoảng hơn 300 km các bạn. Đó, đồng hành là chiếc Kawasaki Z400 đây. Ok, get go. Đúng 3 giờ 10 thì chúng tôi xuất phát từ đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 các bạn ơi. Đó, phía trước là đường Ba Tơ, Trịnh Quang Nghị này, cầu Trà Và các bạn. Đó, kết nối giữa quận 5 và quận 8. Và bây giờ mình sẽ rẽ phải vào đây. Đó, để đi về hướng quận 2. Vâng, trên đường thì không thấy xe máy, ô tô thì khá nhiều. Đây là một cái đại lộ rất là lớn, xuyên ngang qua thành phố Hồ Chí Minh từ Đông qua Tây. Cho nên ngày xưa gọi là đại lộ Đông Tây, còn bây giờ thì đã đổi tên là đại lộ Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên thì xe máy chỉ đi được với tốc độ 50 km/h thôi. Đây có bảng đây. Trước là cầu Nguyễn Văn Cừ. Mở thử cặp đèn lên này. Đó. Đá bát sinh. Vâng, sáng giờ đi chưa gặp ai các bạn ơi. Xe máy đúng là không có ai thật. Vâng, có một vài người đi chợ, chắc là họ đi chợ đầu mối Bình Điền này. Đó, mua đồ về để bán cơm, bán phở gì đó. Hoặc là bán rau, bán lẻ đấy. Nhà tôi thì ở gần chợ đầu mối Bình Điền. Đó, chỉ cách có 2 km thôi. Đi vào hầm Thủ Thiêm, hầm chui Thủ Thiêm bên trái các bạn. Đó, nhưng mà 4 giờ rưỡi thì hầm mới cho xe máy vào. Còn bây giờ mới có là 3 giờ rưỡi thôi. Nên là còn một tiếng nữa thì mới được mở cửa hầm mới cho xe đi. Cho nên chúng tôi phải đi bên đây. Đó, để đi đường bên ngoài, không có qua hầm sông Sài Gòn được. Hầm chui qua sông Sài Gòn đó. Vâng, phía xa là Bitico kìa. Vâng, đây là gầm cầu Khánh Hội. Gầm cầu Khánh Hội các bạn. Vâng, chúng tôi đã ra đến trung tâm thành phố. Đây là bến Bạch Đằng. Bên phải là công viên bến Bạch Đằng. Vâng, ở đây có những cái làn giảm tốc nó rất là gắt. Quay xe luôn đó. Vâng, hôm nay hai vợ chồng chúng tôi sẽ đi Đà Lạt. Đà Lạt đi chơi, thưởng thức cái lạnh và ngắm hoa anh đào. Đó, mấy cái chỗ này nè, nó bay dữ lắm các bạn, rất là gắt. Gần bên trái là tượng Trần Hưng Đạo.
Vâng, có một lần tôi sơ ý chạy khá là nhanh, khoảng độ 50 ấy, và lái một tay và sơ ý không có để ý, đi qua chỗ đó là cái xe nó bay lên và nó tiếp đất bằng một tay, ném té luôn. Vâng, bên phải các bạn nhìn thấy là cầu Ba Son, tức là cầu Thủ Thiêm 2. Đó. Bên phải. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay bằng con GoPro 12 Black và đang quay Full HD 60 frame giây. Ban đêm mà những nơi thiếu sáng mà mình quay 60 frame giây thì nó hơi tối. Đó, mình quay 30 thì nó sẽ sáng hơn. Tuy nhiên có thể nó sẽ hơi nhòe một chút. Nhưng mà mình quay 60 để ban ngày nó mượt mà. Vâng, chúng tôi đi vào một cái đường hầm nhỏ. Wow. Bên phải là khu dân cư Vinhome của gần Landmark 81 luôn. Đêm thì có một mình tôi dừng đèn đỏ các bạn ơi. Một mình tôi dừng đúng vạch à. Còn bạn ráp thì vượt đèn đỏ. Còn bạn thì cũng vượt đèn đỏ đằng trước luôn. Thật ra ban đêm mà mình dừng lại giữa đường như thế này thì cũng khá là nguy hiểm. Đường thì lớn và không có đường ngang. Vâng, phía trước là cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh này. Đó, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Và bên phải là cầu Sài Gòn. Vâng, từ nhà tôi mà ở phường 7 quận 8 mà đi ra tới cầu Sài Gòn là mất khoảng độ nửa tiếng. Đó, ban nãy mình đi là 3:10 và bây giờ là 3:40 rồi. Mất nửa tiếng. Đó, hàng ngày tôi đi làm thì cũng mất khoảng độ nửa tiếng tới Hồ Con Rùa. Đó, đây là cầu Sài Gòn. Bên phải là cầu Sài Gòn 2. Bên trái là cầu Sài Gòn 1. Là cầu Sài Gòn cũ á, là ở bên trái. Trạm thu phí Sa Lộ, Hà Nội. Đường khá là đông vui. Khá là đông vui các bạn. Sa Lộ Hà Nội kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa. Khoảng cách khoảng độ 30 km. Ok các bạn, hiện tại chúng tôi đang ở ngã tư Thủ Đức. Bốn giờ kém 10. Vâng, hiện tại chúng tôi đang ở ngã tư khu công nghệ cao. Đó, bên phải là khu công nghệ cao.
đường này rất là đẹp. Đó, và tốc độ là 60 km/h. Ban ngày thì ở cái đoạn này là có bán tốc độ các bạn nha. Đó, ban đêm thì tôi chưa thấy lần nào, nhưng ban ngày là có đó. Cái đoạn mà trước khi vào khu công nghệ cao ấy. Và phía trước là một cái vòng xoay, một cái cầu vượt rất là đẹp, rất là lớn luôn. Đó, các bạn nhìn trên Google Maps cả. Nhìn nó như là bốn cái vòng tròn rất là lớn. Phía trước là một khúc cua cùi chỏ. Cùi chỏ các bạn. Đó, với rất nhiều những cái lằn giảm tốc, lằn giảm tốc. Đó. Ba cái lằn giảm tốc liên tục. Và khá là gắt. Cái chỗ này sao lần nào ôm cua tới đây nó cũng có nước không biết. Kỳ lạ thiệt. Rất là nguy hiểm luôn. Lần nào cũng vậy nha. Suối Tiên. Vâng, khu du lịch Suối Tiên các bạn. Lâu lắm rồi chúng tôi không có vào đi chơi. Hồi lúc mấy đứa nhỏ còn bé, 5, 7 tuổi, 10 tuổi thì còn hay có vào đó đi bơi, chơi công viên nước 2-3 lần. Và bây giờ mười mấy năm rồi không có vào. Vâng, phía trước có một cái đường hầm, các bạn có thể xuống hầm hoặc là đi bên trên cũng được. Quá ghê gớm các bạn ơi. Wow. Một cái tầng hầm rất là thấp nha. Nếu mà các bạn chở những cái đồ gì mà cồng kềnh và cao á, và cẩn thận. Mình đưa tay là có thể đụng tới cái trần bên trên luôn. Và khi vừa ra tới đây là mình phải rẽ trái rất là khẩn cấp luôn. Đó, một cái dốc. Rẽ trái khẩn cấp. Và phía trước này là những cái hố rất nguy hiểm. Vâng, đây là cầu Đồng Nai. Cầu Đồng Nai. Cái đoạn mà trước khi vào cầu này thì xe container rất là nhiều các bạn. Đặc biệt là những cái chiếc mà họ rẽ phải đó, họ tách làn, họ rẽ phải để đi vào bến cảng ấy, là nó sẽ đi xéo qua của mình. Rất nguy hiểm. Đây là trạm thu phí. Trạm thu phí gần ngã ba Vũng Tàu đây. Nơi đây là các anh em đi phượt, các anh em biker hay hẹn hò nhau ở đây. Lấy chỗ này làm cái điểm mốc. Đó, để dừng xe chờ nhau ở đây. Đó, các bạn nhìn bên phải kìa. Đoạn này đường khá rộng và trống trải ở cái lề bên phải đó. Cho nên là rất nhiều nhóm, đoàn tập trung ở đó để chờ nhau. Vâng, đúng 4:10, tức là sau một tiếng, sau đúng một tiếng thì chúng tôi đã đến ngã tư Vũng Tàu. Đó, và rẽ phải vào quốc lộ 51 đây. Vâng, xưa giờ đi thì lúc nào cũng vậy. Ồ, cái khúc cua này nó hơi gắt đi các bạn.
lúc nào cũng vậy, đi khoảng một tiếng thì mới tới ngã tư Vũng Tàu từ nhà. Quãng đường thì đâu đó chỉ khoảng độ 37 km thôi, chỉ có 37 km từ nhà tôi tới ngã tư Vũng Tàu đó, nhưng mà mình đi mất đúng một tiếng. Vượt đèn đỏ mà cái đoạn này rất là nguy hiểm này, mọi lần nó không có con lươn, nay nó mới làm con lươn nó dễ chịu hơn nữa đó, để xe tải đi bên kia rồi mình dừng đèn đỏ ở đây đó, xe đi thẳng á, xe máy đi thẳng thì có đèn xanh mở sẵn kìa, còn đây là đèn rẽ trái đó, rẽ trái chỉ có 15 giây thôi các bạn đó, để mình băng qua đây đó. Lúc trước nó không có con lươn đấy là mình hơi lúng túng, hơi khó chạy đó. Bây giờ nó có lươn và có cái đèn đỏ dừng ở đó. Ban nãy là mình rẽ phải á, là mình sẽ đi Vũng Tàu đúng không ạ? Còn bây giờ là mình đi thẳng đây để mình đi về hướng Trảng Bom. Đây là một cái vòng xoay, container nó che mất rồi. Đấy, đang chạy nhanh mà đi chui vô cái lỗ nhỏ xíu như vậy. Quá ghê. Wow, băng qua đường gì mà nhanh như vậy. Đang từ lề phải băng qua luôn. Vâng, những đoạn có lượt cứng, có cái lượt cứng như thế này thì ngoài khu dân cư mình được chạy 70 các bạn. Tôi nghĩ thì ban đêm thì 70 nó cũng là một cái tốc độ an toàn rồi, mình cũng không cần phải chạy nhanh hơn. Tuy nhiên các bạn nhìn phía trước có cái bảng 60 này đó, tức là cái đoạn đường này bình thường nó là ngoài khu dân cư có lượt cứng là được chạy 70, nhưng mà nếu như có cái bảng ghi 60 thì mình phải tuân thủ 60 đó. Còn nếu không có cái bảng 60 đó mình được chạy 70 đó, cái bảng này, cái bảng 60 này, mặc dù đây là ngoài khu dân cư nha. Hết cung đường Võ Nguyên Giáp và bây giờ rẽ phải để vào quốc lộ 1A lại đây đó. Hồi nãy là mình đi cái đoạn từ ngã bóng của tàu tới cái ngã ba ở đây Trảng Bom. Ở bên phải là có cái bảng khu du lịch Thác Giang Điền nữa. Đó, các bạn rẽ phải ở đây đi vào 3 km là sẽ tới Thác Giang Điền. Ây da, vâng, một cái đèn ô tô đằng trước khá là chói. Vâng, hiện tại chúng tôi đang ở địa phận của Trảng Bom. Trảng Bom vào khu vực xã Đồi 61. Vâng, bên phải, bên nãy có cái đường rẽ vào xã Đồi 61.
Vâng, tuổi thơ của tôi hồi thanh niên cũng có vào xã đồi để chơi đâu đó chừng 5-7 lần mà. Đó, có bạn bè người quen trong đó. Lâu lắm rồi chúng tôi không có vào lại xã đồi 61. Mấy chục năm rồi. Đây là cây xăng dầu Hiệp Phú Thành. Vâng, vị đoạn này là gần tới ngã tư Dầu Dây các bạn. Mọi lần ở đoạn đây là có một cái chốt ở đây này, bắn tốc độ mà nay không thấy. Vâng, cầu vượt Dầu Dây hôm nay làm đẹp quá. Chắc là trang trí từ hôm Tết đến giờ. Vâng, 5:10 thì chúng tôi đã đến ngã tư Dầu Dây. Và bây giờ mình sẽ rẽ trái để đi Đà Lạt các bạn. Còn nếu các bạn đi Phan Thiết thì sẽ đi thẳng nha. Vâng, cái chỗ rẽ trái này nó cũng hơi khó một chút này. Đấy, nhiều bạn là rẽ ngay chỗ này là nó sai này. Đó, phải lên đây mới rẽ được. Ở bên phải có cây xăng nhưng mà nó trái đường quá. Cho nên thôi không có đổ. Mình tìm cái nào thuận đường hơn. Đó, bây giờ mình đã rẽ vào quốc lộ 20. Lúc 5:10. Vâng, cái đoạn mới rẽ vào này thì đèn đóm đồ rất là sáng sủa, rất là đẹp. Tức là sau 2 tiếng đồng hồ đi xe, chúng tôi đã đi được là 82 km. Và đang ở một cái thị trấn gì đây? Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đang đi qua một khu dân cư khá là đông. Ở đây rất nhiều nhà thờ. Vâng, sau 2 tiếng chạy xe thì mới đi được có 82 km. Vậy là tốc độ trung bình có 40 km/h. Quá chậm. Ở đây người băng qua đường rất nhiều. Những cái chợ và những cái nhà thờ cuối tuần mọi người đi lễ. Vâng, ở đây có một khúc cua rất đẹp thôi. Vâng, thời tiết bây giờ tôi cảm thấy nó hơi lạnh lạnh các bạn ơi. Đà Lạt còn 208 km nữa. Cảm thấy hơi lạnh rồi, lạnh hai cái tay. Mình mặc cái áo gió nó mỏng á, cho nên là hai cái cánh tay nó bị lạnh. Vâng, phía trước có một nhóm cu rơ xe đạp đang luyện tập thôi. Nhóm cu rơ. Vâng, chúng tôi còn cách định quán khoảng độ 21 km. Cách Tân Phú 31 km. Giờ 35 thì chúng tôi đã tới cầu La Ngà. Ở phía trước này là cầu La Ngà này, bắc ngang qua sông La Ngà. Trời càng về sáng nó càng lạnh các bạn ơi.
Mình đi lúc 3 giờ thì không thấy lạnh lắm, mà bây giờ 5 giờ rưỡi rồi thì thấy lạnh lạnh. Vâng, mà nãy tôi có nhận được một cú điện thoại của bạn Tùng, Tùng FDV. Đó, nhóm anh em FDV là dự định là 8 giờ sáng mới xuất phát. 8 giờ sáng mới xuất phát. Đó, và gặp nhau ở trên Đà Lạt. Hẹn gặp nhau trên Đà Lạt. Tôi đi từ 3 giờ sáng. Đó, nhưng mà các anh em xuất phát lại có thay đổi. Các anh em xuất phát sớm. Nhóm các anh em xuất phát từ Bình Dương, xuất phát sớm và đi lên một cái đồng lúa ở gần thị trấn Ngũ Xu. Gần thị trấn Ngũ Xu. Nếu mình đi quốc lộ 20 này lên thì mình phải rẽ phải vào khoảng 12 km. Các anh em muốn bay ruộng lúa, đồng lúa. Cho nên là kế hoạch nó có thay đổi một chút. Theo kế hoạch ban đầu thì sẽ gặp nhau ở Đà Lạt. Nhưng bây giờ thì các anh em đang chờ trên ngã ba. Không biết là bao lâu nữa tới. Ở phía trước bầu trời tôi thấy nó hừng hừng màu đỏ rồi. Hừng hừng màu đỏ. 5:40. Đà Lạt còn 193 km nữa. Vâng, bầu trời hừng hừng màu đỏ và không có mây. Đó, báo hiệu rằng là sáng nay sẽ có bình minh đây. Sáu giờ kém 10 thì trời bắt đầu sáng rồi. Và phía bên trái là các bạn nhìn thấy một cái núi đá ba chồng, có ba cục đá chồng lên nhau. Đá ba chồng ở thị trấn Định Quán. Vâng, đây là trung tâm của thị trấn Định Quán này. Đó, đá ba chồng này. À, bên phải nó lú ra ngoài đường các bạn ha. Đó. Sáng giờ mình đi là được 115 km. 115 km thì từ nhà tôi tới đá ba chồng. Bạn Tùng sẽ chờ chúng tôi ở trên đây không? Sẽ không thấy đâu ta. Đi vào đây khoảng 12 km để tới một cánh đồng lúa. Các anh em FPV đang bay FPV ở đó. Mình tới toàn luôn các bạn. Có chó trên đường. Mình rẽ vào 12 km rồi lát nữa mình phải chạy ngược trở ra 12 km. Đường này là đi thẳng ngoài thì sẽ tới thị trấn Vũ Xung. Nếu các bạn mà không muốn đi quốc lộ 20 thì cũng có thể đi cái cung đường này. Từ ở dưới mình đi lên, dưới Dầu Dây á, mình đi lên bằng đường này, bằng cái hướng ngược lại. Cũng là một cái cách để mà mình né quốc lộ 20 một đoạn. Ok, tôi vừa mới ghé đổ xăng, đổ 200 ngàn tiền xăng. Tùng chấm cho tôi một cái chấm ở ngoài ruộng. Và Google nó dắt tôi đi vào con đường bê tông nhỏ này mà. Đó, ra tới ruộng lúa rồi. Wow, ra tới ruộng lúa rồi. Nhóm các anh em không biết là phải ai. Các bạn thấy mặt trời mọc đẹp không? Không biết là phải Tùng FDV đang ở đằng trước hay không. Đúng rồi, các anh em đang ở phía trước kia.
Hello. Hello. Ủa, sao kêu đi luôn mà? Dễ đâu ạ? Tùng nó gọi. Hello. Lô anh Giang, in trái nè, ở trong nghĩa đốt hết rồi, ngay cái hòn đá lớn á. Cái đó là cái gì? Cái đá chữ thập. À. Nhìn từ trên xuống này nó như chữ thập vậy á. Rồi đá chữ thập. Mặt trời đẹp quá các bạn ơi. 6 giờ sáng. Đó, phê chưa? Phê chưa? Wow. Đó, các anh em đang bay FPV ở đây. Đó, bạn Hiển và bạn Tùng. Wow, live cam lên rồi. Live cam lên rồi. Đẹp quá Tùng ơi. Đá chữ thập thôi. Đá chữ thập. Nhưng mà bên này đang người ta thu hoạch rồi, mình đi trễ rồi. Wow, 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 con kìa. À, chim kìa. À, hay là gì á anh? Anh Vũ, wow. anh Vũ ăn được cái sốt ngon quá vậy. Wow. À, cái sốt của Vũ đã vậy. Quá phê các bạn ơi. Quá phê. Đẹp luôn, trời ơi. Rồi bay ngang mặt trời này các bạn ơi. Ôi đẹp quá. Đó. Không biết là con gì. Cò sao đen thui vậy? Hay là chim sẻ anh ơi. Cò sao đen thui vậy? Chắc chim sẻ quá. Hả? Đã chưa? 15x. Cò mà sao đen đen ta? Chim sẻ. Hello, chào em. Hello, chào cả nhà. Avatar bầu kia đâu? Avatar qua đấy. Avatar. Vâng, Visa là Victor và Tuấn Anh đang bay Avatar và quạt Bill. Ok các bạn xem mặt trời trên đồng lúa này. Đây. Yeah. Đó. Nó ưu tiên cái mặt cho nên là mặt trời nó bị tối rồi. Bị cháy rồi.
trình giải cứu lúc đỡ đang bị rò rệt rò đang qua đi luôn. Ok lên là vì vi phạm cộng đồng này, phá lúa đây em biết xa lầy lầy cỡ này thì lốt kê. Đây. Bảng số. Một cách che bảng số. Wow, Nguy Trang cả nhông xích. Rồi cái liên máy qua đây nha. Lốp mới à? Lốp mới. Anh Nakale gì đó. Ông nội tùng kẹt không? Ông ngoài nó xèn không gì nè. Wow, trời ơi bùn nó bám này. Một mất ra sai sót là chúng không nằm. Xuất phát từ ruộng lúa và tiếp tục hành trình các bạn ơi. Đã kết nối được với lại các anh em BBV. Các anh em đang đi phía trước. Một xe, hai xe, ba xe, bốn xe, năm xe. Và xe của tôi nữa là sáu xe. Đó, mình vòng qua quả núi đó là đèo chuối. Chúng tôi đang ở thị trấn Managui, huyện Đạ Hoai. Đó, nếu các bạn mà muốn đi thử thách ấy, thì quẹo trái nha, ngay chỗ này. Quẹo trái, đó mình sẽ đi một đoạn dài thì sẽ vào DT725. 725 là một cái cung đường huyền thoại. Đó, để tránh quốc lộ 20 ấy. Đó, mình rẽ trái ở đó mình đi. Nó sẽ xa hơn khoảng độ
50 km, nhưng mà nó chill hơn, nó vắng hơn các bạn, không có xe. Tôi đã có một cái clip đi cái cung đường DT725 rồi, để mình vào Đà Lạt. Vâng, chúng tôi vừa bước chân vào đèo Chuối các bạn ơi. Đèo Chuối. Đó, đèo Chuối gần khu vực khu du lịch Managui á. 8 giờ. Do ban nãy dừng lại với các anh em bay Leica FPV ở ruộng lúa đó, cho nên mất ở đó một tiếng. Các bạn nhìn bên phải, nhìn bên phải, địa phận đèo Chuối á. Đây, đèo Chuối, đèo Chuối, đèo Chuối. À, mọi lần không có cái bảng đó hay là nó bị khuất, nay tôi mới nhìn thấy á. Mọi lần là mình chỉ thấy cái bảng đèo Chuối ở hướng ngược lại thôi. Mọi lần mình nhìn thấy cái bảng nó ở hướng ngược lại thôi, chứ hướng sòn ra là không thấy. Nhưng mà nay nhìn thấy rồi. Vô đèo hai bên là núi, lạnh quá. Nhiệt độ ở trong đèo, trong hang này quá là thay đổi luôn, chắc phải giảm đến 2-3 độ. Mát lạnh luôn. Mặc dù là đã 8 giờ sáng và nắng rất là mạnh. Wow, đã chưa? Hai bên là núi rừng cây ha. Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy các anh em ở phía sau rồi. Các anh em ở phía sau rồi. Wow, wow, quá dữ. Tơ và nhóc dưa đã vượt qua. Bạn Quang vừa mới chạy qua. Còn Tùng và Tuấn Anh đâu không thấy. Ôi, chúng tôi sẽ dừng lại đây ăn sáng uống cà phê gì ở đây các bạn ơi. Mình dừng lại ở cái trạm dừng chân ở giữa đèo Chuối. Cà phê võng. Đèo Chuối các bạn ơi, dừng chân ăn sáng cà phê ở đây. Ủa, đây phải phải gian không? Không đi đồng gặp gian gì ta? Đi đâu gặp? Chết rồi. Chết núi với rút. Ồ, bây giờ cầm ly cà phê còn rút kìa. Còn rút tay kìa. Máy chưa đủ nóng hay sao mà ê quá, chạy toàn xì 2 xì 3 không mà dí không lại anh em vậy. Anh em chạy dữ quá. Lúc đó mình quan dẫn cho thằng con chạy đó thuê rồi. Quá lên trên núi quan. Giờ phải giao nhiệm vụ cho anh quen. Cái nhắc thứ hai là nó mới cái cấp thời gian. Nó đó là cái gì đó.
Rồi thỏ nó bắn đâu? Bắn dưới chân nhà. Ý, anh Giang. Wow. Wow. Ui. Wow. Anh Giang. Được. Sao? Ý nói sao? Cho coi hai cái bàn tay coi. Quá dữ. Em ngoan lắm nha. Ok, mời các bạn uống bò hút. Cầm cái súng này nó nã đầu lên. Gì? Bên shop có tấm hình về chối ông dán bởi nó giữ cửa. Mình chạy chậm, mình đi trước các bạn. Sáng giờ chưa ăn sáng gì luôn. Tưởng ở đây có bán đồ ăn sáng, mà cuối cùng là ở đây chỉ có bán nước thôi. Chúng tôi đang ở đèo chuối. Em có quên gì không? Vâng, bên trái đây là có cái bảng đèo chuối đây các bạn. Đó, cái bảng bên đây. Đèo chuối. Đó, vậy là chúng ta đã đi hết, kết thúc đèo chuối rồi. Managui, khu du lịch. Mười giờ 15 thì chúng tôi đã bước chân vào đèo Bảo Lộc. Đây bên phải, đèo Bảo Lộc dài 10 km, đèo dốc quanh co nguy hiểm. À, có những cái quán cà phê ở chân đèo quá là chill. Tốc độ trên đèo là 40 km/h dành cho xe giường tầng. Vâng, cách đây hai ngày thì đâu đó ở khúc này nè, ngay chân đèo này, có một chiếc xe container nó bị lật lúc trời còn sáng luôn, 5-6 giờ chiều á, và chiếc container nó lật ở đây không biết đoạn nào, và nó chắn ngang đường luôn, tắc nghẽn giao thông. Vâng, phải mất 3 tiếng hồ mới giải tỏa được. Để mình xem coi còn có cái vết nào ở trên đường này không. Vâng, đèo Bảo Lộc thì nó cũng không phải rằng là ghê gớm gì lắm. À, mà container bị lật. May là xung quanh không có ai. Là 10 giờ, bây giờ là 9 giờ 15 thì với cái nắng như thế này, với cái nắng và cái nóng như thế này thì tôi không thể nào nghĩ rằng là có một mây hay là sương mù ở đây được rồi. Đèo Bảo Lộc này đi qua mấy chục lần rồi, chưa bao giờ tôi gặp được mây hay sương mù, kể cả đi vào những khung giờ vàng như là 6 giờ sáng hay là 6 giờ chiều. Vâng, phía trước có cái xe tải chạy khá chậm. Đi đường đèo mà mình vượt qua một xe đã là khó, mà vượt qua một lúc 5 xe thì nó càng khó hơn. May là mình đi xe máy ấy. Nếu mà đi ô tô thì cái cơ hội mà vượt qua 5 xe nó thật là không thể xảy ra được. Phía trước đây có một cái cua bụi chỏ.
Tùng nghe nói không Tùng? Tùng ơi, chốt vừa qua đèo Bảo Lộc khoảng 4 km thì có một cái chốt công an ở đây, hình như đang bắt ô tô thì phải. Đó, một cái chốt ở đây bắt ô tô khá nhiều, 1, 2, 3, 4, 5 chiếc các bạn. Đường này đâu có rộng đâu mà có thấy, nãy giờ có thấy ai chạy nhanh đâu mà bắt tới 5 chiếc, kinh khủng. Lỗi quá tốc độ. Vâng, chúng tôi đang ở thành phố Bảo Lộc, còn cách Trọng 53 km nữa. Mình sẽ ghé ở đây ăn cơm. Chúng tôi thì ăn sáng, còn các anh em thì ăn trưa. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Chỗ nào đâu? Vâng, bạn Tùng đang chờ ở kia, đang quay clip. Ồ, cái xe này sao tự nhiên đi chậm ri lại trời. Yeah, yeah. Em tới rồi, em đang là tới bữa cơm. Cơm niêu thuận thành hai. Xếp một hàng luôn, chạy thẳng lên. Ờ đúng rồi. Mấy? Bây giờ chúng tôi dừng ở đây để ăn cơm. Cơm niêu Thuận Thành 2 ở thành phố Bảo Lộc. Đói bụng em ơi? Dạ đói. Sáng giờ không có được ăn. Sáng giờ chưa ăn uống gì hết trơn.
vừa ăn sáng vừa ăn trưa xong với lại nhóm anh em FPV. Tổng cộng là 11 người, bọn em bé đó là 12 người. Đó, bây giờ các anh em đang ở đó ngồi chơi, nghỉ ngơi và đang đặt phòng. Từ đây vào tới khu cầu đất đâu đó khoảng độ 3 tiếng nữa. Ok các bạn, 12:15 rồi. Chúng tôi còn cách Đà Lạt khoảng độ 50 km nữa. Và trời đang rất là nóng luôn, vừa nóng vừa nắng các bạn. Vừa nóng vừa nắng. Dạ không có lạnh gì hết. Vâng, hiện tại chúng tôi đang ở Đức Trọng. Đức Trọng các bạn ơi. Trời nắng quá nắng, nóng quá nóng. Các anh em thì đã vượt qua tôi một đoạn dài rồi. Đó. Trước là vòng xoay Liên Khương các bạn ơi. Vòng xoay Liên Khương. Đó là sân bay Liên Khương gần đây à. Trong này là cao tốc này. Bây giờ nó mới có cái đường gì rẽ bên đó. Ok, mình bấm cam. Ủa chưa mà. Hoa đẹp quá các bạn ơi. Vâng, sắp tới chân đèo Friend rồi. Đèo Friend mới. Quá hồi hộp các bạn ơi. Quá hồi hộp. Trời, hoa đẹp ghê chưa. Cái đường này là đường 2 chiều nha các bạn. Đó, đường này đường 2 chiều nha. Có cái vạch màu sơn màu vàng này. Đó, nhiều người là cứ tưởng rằng là đường này đường một chiều là rất là nguy hiểm. Thực ra nó là đường hai chiều. Vâng, họ cứ trang trí như thế này. Đâm ra là mỗi lần mình đi là mình lại bị lạc đường. Không nhận ra. Tí xíu nữa thì tôi rẽ trái ở bên trên kia rồi. Trên kia có một cái chỗ rẽ. Nhưng mà chỗ đó là rẽ qua đèo Sa Com. Mình nhập. Đó. Lên đây mới là rẽ trái để vào đèo Friend này. Đây.
Đây phía trước các bạn thấy này, nếu mà mình đi thẳng á, là sẽ đen đi đèo Mimosa đó, và mình rẽ trái á, là sẽ đi đèo Friend.